Hello mọi người, clip này thì mình sẽ trải nghiệm cái chế độ đào tẩu mới. Và đây mình đó là khẩu đua TMP VIP, một khẩu súng gây nhiều ức chế cho anh em đi C4. Nếu các bạn muốn trải nghiệm cái chế độ này thì các bạn hãy vào khu vực C4 thường và nó nằm ở phía dưới. Những bước đầu tiên thì chúng ta thủ nhà thôi. Mình vào mình hay thủ nhà, các bạn vào trận thì sẽ ngẫu nhiên một là thủ nhà, ấy chứ nhầm, thủ cái chỗ mà nó nhảy vào. Hai là làm người đào tẩu. Đây rồi, một bé dám phá cửa nhà tao mày. Úi dồi ôi, gì đây? 3Z này, cầm sniper, lăm sát khí. Đi vào cửa chính, thế là nằm xuống. Đâu rồi, úi dồi ôi, thằng nào tương bom ghê đấy nhở. May mình cộng thiên phú khá là nhiều. Cộng thiên phú là bớt đam từ quả bom của người khác. Ơ kìa, úi dồi, mình canh thằng kia, thằng khác nó lại chạy vào mồm. Rồi, mình bắt đầu ngửi thấy mùi hư cấu rồi, chúng ta lên đây thôi, còn 6 tiết, không thể đủ được. Đây rồi, một cái khu vực mà không ai phát hiện. Đấy, ở đây chúng ta có thể loot kill chùa. Úi dồi, một mả người. Ngon quá. Bơi hết vào đây. Đâu rồi? Anh em đâu? Ngon quá anh em ạ. Úi dồi, thằng kia cứ tưởng là team bạn thôi. Mình chuẩn bị hết đạn rồi. Úi dồi, nó bị lỗi. Lỗi rất là dị. 92 tiết không giết được. Đáng lòng. Gần hết đạn rồi. Chắc mình sẽ đi tự sát hoặc đi nhặt súng. Úi dồi, đi vào chỗ của mình nó không đơn giản đâu bạn ơi. Vào nhà mình nó khó lắm. Nó như một mê cung vậy. Rồi, tính đổi khẩu súng nó sniping quá. Tính la liếm khẩu súng tí thôi mà. Làm gì mà căng. Đây rồi. Thấy rồi. Mình sẽ chém dao. A à, hí hí. Úi dồi. Gì đấy? Ô. Vai xoài. Ô, một pha xàm đến từ NET và đã phải nằm xuống rồi. Này thì lao vào nhà tao này. Úi dồi ôi, bọn này bắn kiểu gì ấy. Ơ, mắc cái tường. Cái đậu xanh. Thằng nào đặt cái thùng đây vô duyên đấy nhở. Này thì bước vào nhà tao này. Vào nhà chủ mà không hỏi ý kiến người ta là hơi bị sai đấy. Và kết cục là phải nằm xuống. Đục thùng à? Thích đục không? À đây. Lượn vào đây con lợn này. Có thằng nào lên chỗ của tao không? Úi dồi, thằng này khôn vãi. Nó khôn vãi. Nó biết chỗ này đứng ăn nhiều kill là nó sẽ lên đây nó đứng. Đi vào đây, úi dồi, cái hàng kìa. Bị cái kìa. Chơi chế độ này vui cái là kill rất là phê. Người ta thì cứ chạy cắm mặt vào chỗ lối ra. Cái lối ra, còn mình thì chỉ việc bắn thôi. Cái lối ra nó là một cái sức hút gì đấy rất là lớn. Đào tẩu chắc là bọn này gì ta. Nó vượt ngục ấy. Úi dồi ôi. Này thì vượt ngục này. Con này. Này thì vượt ngục. Thế như là bị giam ấy. Không, mấy thanh niên rất là cay cú. Gì đây? Một thằng sniper. Một thanh niên cầm sniper đứng ở giữa đường vào kìa. Ơ kìa, đi đâu như trốn không người ấy. À đây rồi, cầm lục. Úi dồi, bắn không trúng. Tuy nhiên bắn không trúng kìa. Ai ăn đau đấy, ôi dồi ôi. Cái gì đây? AW AWM, ok. Tuyệt vời. Một thanh niên cầm lục bắn một mả đạn vào người mình nhưng không chết. Trong khi mình còn đúng 13 tiết. Rồi, mình sẽ trổ tài sniper. Có thằng nào đi vào mà không thấy nhở? Bọn này hết tàng hình nhỉ? Đi vào đây này. Sniper này. Bắn này. Úi dồi, mình không để ý. Để nó vào nhà hết. Đi vào nhà tao này. Đâu rồi? Rồi, té rồi. Không đủ được. Còn đúng 13 tiết nhưng ăn rất là nhiều mạng. Úi dồi, quả bom xàm ấy nhở. Cơ mà hết giờ rồi các bạn ơi.
Ôi trời, không xong rồi, hết rồi. Và chúng ta sẽ cùng chuyển qua đào tẩu. Khi mà chúng ta phòng thủ xong thì chúng ta sẽ chuyển sang người đào tẩu. Và bắt buộc các bạn phải vâng, tụi nó còn 3 mạng thì bên mình còn 13 mạng. Và như thế mình sẽ đổi sang sniper để bắn cho nó phê. Bắn TMP nó mạnh quá anh em ạ. Sniper đi cho nó chất. Rồi sniper thì cầm theo lục cover mắc bá. À slip này. Cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Thích đùa không? Vâng, một mả người nằm xuống. Một mả người nằm xuống. Một mả người. Úi dồi ôi. Xà với nhờ. Một mả người nằm xuống. Rồi. Tuyệt vời. Quá nhiều kill anh em ạ. Quá nhiều kill. Bây giờ không biết giết thằng nào. Té thôi. À đu. Gì đây? Gì đây? Ơ kìa. Ai xoài. Thực sự cái quả nhiều kill quá. Đâm ra run quá. Không biết thằng nào anh em ạ. Giết thằng nào đây? Giết thằng nào? Ơ cái định mới bị cận chiến kia. VL. Thực ra thì kill nó làm mờ mắt con nhà người ta, nên chúng ta có thể cưỡng lại được. Xung quanh nó có những gì? Thằng này mới lấp ló cái gì đây? Lấp ló cái gì đây? Này thì lấp ló này. Rồi anh em từ từ thôi. Cần gì nhanh. Chúng ta đứng đây bút kill đã. Tí sau. Cái đậu xanh toàn bị móc nhở. Mình giết người ta xong bây giờ người ta khôn lắm. Nó không để mình móc đâu. Người ta khôn ra rồi. Ơ kìa nó lên kìa. Rồi chết rồi. Thấy cái mặt thằng đồng đội mình đi xuống cái là biết là chết rồi. Rồi anh em đi vào rất là nhiều. Từ từ thôi các bạn ơi. Cho ăn kill cái nào. Ơ này thì đi ra này. Ơ không đi à? Úi dồi ôi, nó đợi mình đi ạ. Khốn thế. Vâng, không nhìn thằng khác, cứ nhìn mình thôi. Chúng ta cứ chơi đùa đi. Tại vì thời gian còn nhiều. Thời gian còn rất là nhiều. Mà kill thì rất là đã. Rất là đã tay. Ok. Ok. Một phát. Còn 6 thôi. Đơn giản một nốt nhà. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu kết thúc trận này nhá. Kết thúc trận này nhá. Chúng ta sẽ không bắn nữa mà kết thúc thôi. Không đùa với bọn này nữa. Ơ kìa. Ui vãi xoài. Được. Rất hay. Té thôi. Bắn đâu nhở? Ý. Thằng kia sẽ chết. Thằng kia sẽ chết anh em ạ. Tại vì khi mà nhảy vào thì nó mất tầm 3 giây để loát thì phải. Tầm đấy thì sẽ có người nằm xuống nếu mà đi theo sau. Úi dồi ôi. Thì không thích bắn người nữa. Bây giờ mình chỉ muốn đi thôi. Mình chỉ muốn thoát ra. Còn đúng 1 phút 30 giây. Chơi đùa hơi bị nhiều rồi. Anh em đâu? Đào tẩu nào. Rồi. Còn 4. Cần lắm những người biết đào tẩu. Không phải bắn người. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Ai hi. Ai hi. Rồi ok. Còn 3 thôi. Vâng, chắc là mình sẽ gánh team trận này. Mày chặn tao à. Bạn tao đi đường kia. Thế thôi. Này thì chặn này. Úi dồi ôi, tôi xong rồi, gãy. Gãy rồi. Tiếc thế, còn đúng một phát cuối. Một phát cuối để mình đây. Để mình. Cover tao đi vào. Để bố mày đi. Cút ra. Cút ra. Cút ra. Vừa lờ tao đi. Vâng, quả đấy đáng nhẽ mình vào ấy. Thằng kia nó trên đường. Cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Trò này rất là vui. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những clip lần sau. Bye bye.